Hello, it's Katie. Today we're to talk about mud. Chúng ta hôm nay sẽ nói về bùn nhé. Mình biết rằng là các cái chất bùn nó rất là giàu các cái khoáng chất đúng không? Và cái cấu trúc để nó là giàu chất gì đó mình sẽ dùng là to be rich in. alright? Và khoáng chất trong tiếng Anh mình sẽ dùng từ mineral. Và số nhiều là minerals. Okay? The mud is rich in minerals. Okay, it's your turn to say good. Nhiều người cho rằng thì là bùn rất là tốt cho da. It is good for the skin. Chính vì lẽ đó nên là bùn được dùng rất là nhiều trong mỹ phẩm, đặc biệt là dùng để đắp mặt nạ đúng không? Face mask. Again, face mask. Để đắp mặt nạ đúng không? Yeah, right. Take good care of our skin every day. Đừng quên chăm sóc da của mình nha. Take good care of our skin, okay? bùn được tìm thấy rất là nhiều ở những nơi mà có núi lửa mình đọc là volcanic areas. Again, volcanic areas. Ở những cái vùng đó nó sẽ có nước và trộn với lại là các cái tro nóng. Ok, tro nóng tiếng Anh mình sẽ nói là hot ash. Hot ash. Và khi trộn như vậy nó sẽ tạo ra những cái hồ pools, giống như swimming pool vậy đó, huh? pools. Ok. Và những cái hồ đó gọi là những cái hồ bùn sủi bọt lên bubbling mud. Again, bubbling mud. Rồi, nếu nghiên câu nha. In some volcanic areas, water mixes with hot ash to make pools of bubbling mud. Nhờ vào cái bubbling mud này nên người ta mới có cái dịch vụ đó là gì? Tắm bùn đúng không? À, như vậy mình tắm bùn mình hiểu đó là gì? Đó là sự kết hợp của nước và tro nóng à, do các cái núi lửa nó gây ra. Cũng tuyệt vời đúng không? Ok. Và rất là nhiều nơi trên thế giới họ tin rằng là bùn rất là tốt cho mặt và cho da. Very good for the skin. Do đó là họ thường dùng các cái bùn của núi lửa để mà bôi lên mặt nè, bôi lên body của mình. Ok? Và cái từ bôi ấy mình dùng đơn giản thôi. Put something on, right? Put something on the face or the body. Some people put volcanic mud on their faces and bodies because they believe it is good for their skin ở việt nam mình có cái vùng đã xảy ra núi lửa và làm cho đất đai rất là màu mỡ đó là vùng nào các bạn biết không chính xác vùng tây nguyên đúng không chính vì đó mình có là bơ đất lắc rất là ngon sầu riêng đất lắc rất rất ngon ha hoặc là gia lai đà lạt lâm đồng vùng nào nó cũng có cái đặc sản chính vì cái màu đất ba giang màu mỡ của nó nhờ vào cái núi lửa phun trào ok alright see you next time in the next video bye bye